Ở trước mặt Thất Sát đạo trưởng, mình phải chú ý muôn bề. Nếu đúng với tin đồn là dữ tợn, thì Bình Sanh của Tư Mã Du Tình ta mới là đầu tiên gặp phải người có sát khí nặng nhất. Thật là kỳ lạ, sát khí mà Lãnh Thiên Thù thoát ra càng khiến cho ta cảm thấy căm hận hơn. Đúng là một tên quái vật hiếm có. Hai vị có phải là Âu Dương Du Địch và Tư Mã Du Tình không? Gặp đạo gia không hề khiếp sợ, không lùi mà lại tấn. Bổn đạo gia mới gặp lần đầu tiên, hèn chi các người tạo được danh tánh trong giang hồ, quả thật có chút thực lực. Đúng vậy, một tên Thất Sát đạo trưởng ta đã mạo danh đang ở trước mặt, vậy thì nhất kiếm tam biến của Tư Mã Vô Tình ta thủy chung đã có đối thủ rồi. Còn biết cấp nhất kiếm của Âu Dương Như Địch, hôm nay coi như có dịp để mà triển khai, thật là may mắn. Các người muốn quyết đấu với lão phụ? Đúng vậy, Tư Mã Vô Tình cố tình tới để hội ngộ với đạo trưởng để phân cao thấp. Âu Dương Du Địch chẳng có gì đồ bảo, chỉ dùng kiếm để mà đãi ngộ thôi. Hay lắm, bổn đạo gia đã biết các người có ý muốn gặp ta, cố ý đưa ra những điều xung đột. Lão gia sẵn sàng chấp nhận mọi sự xung đột, nhưng mà như vậy cũng tốt, tiết kiệm được thời gian bổn đạo gia tìm bọn người. Nếu như trước sau gì khó tránh xung đột, vậy thì ra ta mau đi. Khoan đã, trò chơi vui như vậy, Tư Mã Băng Hữu muốn độc chiếm hết sao? Không cảm thấy độc tài hả? Hay lắm, các người đã gặp bổn đạo gia, các người muốn tránh cũng không được. Thật là không ngờ, cũng có người xô sát trên nhau để tìm cái chết, thật quá đầy ý nghĩa. Hai người, người nào muốn lên trước ta cũng không ngại, lên một lượt ta cũng không sợ. Không, hai đánh một trái với luật giang hồ, lấy đồng hiếp ích không có ý nghĩa gì. Vậy thì tùy ý các người, từ bây giờ cho tới giờ ngọ cũng còn chút thời gian, các người cứ thương lượng xem ai muốn lên trước để bổn đạo gia có thể ra tay. Hả? Đấu với nhà mà cũng chọn đúng giờ sao? Vì có người muốn chọn đúng giờ để chết, bổn đạo gia chỉ muốn giúp đỡ mà thôi. Căn bệnh của người thiệt là lớn. Cái đó không phải là bệnh, mà là tác phong của bổn đạo gia khác với mọi người. Ta đã quyết định đấu ở địa điểm nào, hoặc chọn thời điểm nào để giết người, không ai có thể bắt bổn đạo gia thay đổi được. Bổn đạo gia chờ hai người ở đầu ngựa quan, hai người thương lượng đi rồi tới gặp ta. Âu Dương Bằng Hữu, đối phương đã nói rồi, bây giờ hai chúng ta xem ai trước ai sau. Đúng vậy, bất luận thế nào mình cũng phải cho thích đáng, nghĩ ra cách đấu công bằng để định xem ai là người quyết đấu. Thất Sát đạo trưởng là Bình Sanh của Tư Mã Du Tình gặp phải một kẻ thù mạnh nhất, chưa biết nhất kiếm tam biến quá của mình, không biết đối phó nổi ông ta hay không. Cuộc đời của Lãnh Thiên Thù đã giết người như rạ, như vậy không biết là biết kiếm nhất diều có Âu Dương Du Địch ta có thể thắng nổi Lôi Đình Sát Kiếm của ông ta hay là không. Ngày hôm nay Du Tình tam tuyệt kiếm của ta có lẽ không phải lần đầu tiên gặp phải cao thủ, Tư Mã Du Tình ta nhất định tranh thủ, dù sao cũng phải đánh thắng Thất Sát đạo trưởng mới được. Tuy ta là vô tình, nhưng người lại hữu tình của Tư Mã Vô Tình đó từng liều chết trong tay của Du Tam Đường, cứu ta thoát khỏi hiểm nguy. Bây giờ đúng là lúc ta phải đền đáp lại công ơn đó. Âu Dương Bằng Hữu, tại hạ đã có chuẩn bị chu đáo rồi. Trận đấu với Thất Sát đạo trưởng đó, cứ để cho Tư Mã Vô Tình ta đi đấu trước. Tư Mã Bằng Hữu, ngươi có lý do gì để cho ta nhường ngươi trước không? Có, nên biết có câu kính thầy nể bạn, luận về kinh nghiệm, luận về tuổi tác, tại hạ cũng đã hơn ngươi rồi. Âu Dương Bằng Hữu có lẽ biết kính lão đắc thọ chứ? Sai, trường gian sống sau dồn sống trước, một đời người mới thay người cũ. Kẻ là đại ca, thông thường phải biết chủ động nhường cho em út trước. Âu Dương Bằng Hữu, sự thật ngươi muốn làm đại ca hay ngươi muốn làm em út đây? Làm đại ca hay em út, điều đó không cần thiết, có thể nhường cho ta điều đó là tốt nhất. Âu Dương Bằng Hữu, thời gian không cho phép, mình cũng không nên kéo dài nữa. Thôi được, đừng nói thêm nữa, hay là mình dùng cách khác đi. Âu Dương Bằng Hữu, ngươi làm như vậy là sao chứ? Tư Mã Bằng Hữu, ngươi là đối thủ Bình Sanh của ta, ta rất kính nể, cũng là tri kỷ duy nhất của ta. Âu Dương Du Địch phải làm như vậy cũng vì bất đắc dĩ thôi. Khả năng giết được Thất Sát đạo trưởng thế nào giữa ngươi và ta đều biết rõ, thực lực của mình cũng đang ở giữa bị động. Chuyến đi của ta lần này không thắng được ông ta, thì Tư Mã Băng Hữu đừng có bao giờ mạo hiểm, phải tìm cái nào thật thân tịnh, rồi đem Vô Tình tam tuyệt kiếm đó luyện cho thật siêu, tăng cường sức lực.
rồi mới tìm lĩnh thiên thuận quyết đấu. Âu Dương Du Lịch đã quyết định vậy rồi. Việc mà ta điểm cho người trong vòng nửa giờ, tự động sẽ giải. Hy vọng mình còn cơ hội để mà gặp lại. Âu Dương bằng hữu, xin người hãy bảo trọng. Âu Dương Du Lịch, ta đây cũng có lập người, mà cũng chẳng kết làm bạn bè. Ngươi quả thật là nam tử hán, đến thiên lập địa, đàng hoàng chính chắn. Tại sao có một mình ngươi tới? Đối phó với người, chính mình ta là đủ rồi. Hay lắm. Thất Sát Đạo Trưởng không phải là thứ hạ phạm chi bối mà mình tưởng tượng. Ông ta có tiếng sát tinh của võ lâm từ lâu. Chuyến này Âu Dương Du Lịch tới đội Ngự Hoàng đơn độc đấu với ông ta, đó là một điều vô cùng nguy hiểm. Tư Mã Dự Tình dù sao cũng là bạn bè với hắn, có nhiệm vụ phải tới đó để mà trợ giúp. Có thể thoát chết từ chiêu thức lôi tinh kiếm sát của bốn đạo gia, Âu Dương Du Địch quả là người đầu tiên. Sau này gặp lại chắc chắn sẽ có rắc rối. Tại sao không thấy Âu Dương bằng hữu? Không lẽ hắn đã bại dưới tay của Thất Sát Đạo Trưởng? Hay lắm. Tư Mã Du Địch, bốn đạo gia cũng đang định tìm người đây. Tài hạ không phải đã tới rồi sao? Vậy thì rút kiếm ra để sống chết với bổn đơn già. Đây là tâm nguyện của ta. Mau lẹ lắm. Cao thủ của những kẻ cầm kiếm, tuy là đã bại dưới kiếm của bốn đạo gia, nhưng mà bốn đạo gia cũng không được thoải mái. Nếu chừa bọn hắn lại sẽ hậu quả vô cùng của bốn đạo gia. Nếu có cơ hội, nhất định phải để bọn hắn trở thành vong hồn ma giả dưới kiếm của bốn đạo gia. Thất Sát Đạo Trưởng quả nhiên là lợi hại, có thể đánh bại được Tư Mã Vô Tình và Âu Dương Vô Địch. Đây là động lực lớn nhất để Hồng Nhân Cửu ta trả thù. Bây giờ điều quan trọng là phải tìm ra cách lợi dụng tốt nhất để mình có thể lợi dụng hắn. Âu Dương Vô Địch từ khi ra đời biết dùng kiếm thì ta chưa hề bị bại, nhưng mà không ngờ hôm nay phải trút lấy thất bại thê thảm.
Do đó đủ cho thấy vô địch bí kiếm sát thức chiều đã mất đi ưu điểm. Sao thực là thế nào? Ngay thời ấu trí của Yến Linh cô nương đã ảnh hưởng vào ta quá sâu sắc. Vì để tái lập hùng phong, Âu Dương ta phải bất chấp tất cả, phải thao luyện tất cả. Nếu không được trở lại quan nghiêm như trước đây thì Âu Dương ta chết cũng sướng hơn. Vô Tình Tam Tuyệt Kiếm đã từng khiến cho bao nhiêu côn đồ ác ôn nghe danh khiếp sợ. Ngày hôm nay là bị bại dưới tà kiếm của Lĩnh Thiên Thủ. Vấn đề là chỗ nhất kiếm tam biến quá của tại hạ không có thể nào sử dụng lanh lẹ như trước đây. Tư Mã Vô Tình chỉ đành hạ quyết tâm gạt bỏ hết mọi tình yêu, tập trung tinh thần luyện kiếm, phải đem đặc sắc của Vô Tình Tam Tuyệt Kiếm phát huy ra một cách xuất sắc.